Báo cáo thuế hàng tháng hoặc là hàng quý thì gồm có hai loại. Em ghi một nhé, tờ khai thuế giá trị gia tăng. Hai, tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Tức là nếu như công ty mình mà kê khai theo tháng á, thì mỗi tháng mình làm một lần. Hạn sẽ là ngày 20 của tháng tiếp theo. Còn mình kê khai theo quý thì mỗi quý mình làm một lần, hạn sẽ là ngày 30 của quý tiếp theo nhé. Rồi em ghi cho chị nhá. Báo cáo thuế hàng tháng hoặc là hàng quý thì gồm có hai loại. Em ghi một nhá, tờ khai thuế giá trị gia tăng. Hai, tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Tức là nếu như công ty mình mà kê khai theo tháng á, thì mỗi tháng mình làm một lần. Hạn sẽ là ngày 20 của tháng tiếp theo. Còn mình kê khai theo quý thì mỗi quý mình làm một lần, hạn sẽ là ngày 30 của quý tiếp theo nhé. Có những cái trường hợp mà mình đang kê khai theo tháng hoặc là đang kê khai theo quý mà mình chuyển hình thức cũng nên. Bởi vì cái đấy nó phụ thuộc vào cái doanh thu của công ty mình nhá. Ví dụ Em như thu doanh nhớ thu trong một thì năm mà là dưới 50 tỷ thì sẽ là kê khai theo quý, bởi vì khi đó doanh thu nó thấp thì thuế nó cho phép mình kê khai nó thưa ra là mỗi năm chỉ có 4 quý 4 lần thôi. Còn nếu mà doanh thu mình vượt ngưỡng 50 tỷ á, thì sẽ phải kê khai theo tháng, bởi vì khi đó là doanh thu lớn rồi. Là phải là chia nhỏ kỳ kê khai theo tháng thành mỗi năm là 12 tháng, 12 kỳ đấy. 50 tỷ một năm hả chị? Đúng rồi. Mốc là 50 tỷ một năm. Thì ví dụ như mình đang ở dưới mức mốc 50 tỷ chẳng hạn, đang kê khai theo quý rồi, tự nhiên là một năm nào đó trở đi mà nó có doanh thu nó cao ấy, vượt ngưỡng 50 tỷ thì mình phải đổi hình thức ngay. Mình tự chủ động mình kê quý rồi thì mình sẽ chuyển theo tháng. Thông thường cái năm mình sẽ căn cứ vào cái doanh thu của năm xong ấy, năm trước liền kề ấy, để quyết định cho cái năm nay cái số tiền 50 tỷ đấy là chị nói cho một năm em nhé. Đấy, như công ty em thì đang kê khai theo quý thôi đấy, chị nhắc mình lưu ý thêm để nhiều. Có những cái trường hợp các bạn ấy vẫn kê khai nhưng mà quên để ý đến cái phần chỉ tiêu doanh thu ấy, thay đổi ngưỡng đấy, thì thành ra nó ảnh hưởng đến cái phần kỳ báo cáo mình chọn kê khai thuế thôi. Còn lại nếu không thay đổi ngưỡng đấy thì thôi mình kê khai bình thường nhá, được nhỉ? Em hiểu rồi. Ok rồi, đấy là lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ hai này, đối với tờ khai thuế giá trị gia tăng ấy, thì dù phát sinh thuế phải nộp hay không mình đều phải nộp tờ khai, đều phải báo cáo với cơ quan thuế, nộp tờ khai lên cơ quan thuế. Có phát sinh thuế giá trị gia tăng hay không thì mình đều phải nộp cái báo cáo thuế giá trị gia tăng đấy. Rồi còn trường hợp thứ hai là thuế tờ khai thuế thu nhập cá nhân, thì theo quy định mới từ quý 4 năm 2022 là nếu không phát sinh thuế thu nhập cá nhân thì thôi không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng quý hoặc là hàng tháng. Không phát sinh thuế thu nhập cá nhân đi em. Còn nếu mà có phát sinh thuế thu nhập cá nhân ấy, thì mới phải bắt buộc nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Hạn nộp thì Ok. vẫn là hạn nộp như lúc nãy chị đọc ấy. Cái thuế giá trị gia tăng thì không có quyết toán thuế đâu nhá. Mình nộp hàng tháng hoặc là hàng quý luôn. Còn riêng thuế thu nhập cá nhân ấy, thì mình hàng tháng hàng quý nếu có phát sinh mình vẫn nộp bình thường. Sau đấy cuối năm nộp tờ khai đấy là tháng quý. Còn đến cuối năm vẫn nộp một lần nữa, và là đó là tờ khai quyết toán thuế em ạ. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Mình đang làm báo cáo thuế theo tháng theo quý rồi thì sau này đến cuối năm ấy, xong báo cáo quý rồi thì đến cuối năm chị hướng dẫn mình làm báo cáo theo năm. Trong đó sẽ có báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhá. Còn quý báo cáo quyết toán năm đấy là bắt buộc dù phát sinh hay không đều phải nộp. Thì bây giờ em ghi quy trình làm dù nộp hay không thì chị vẫn dạy mình đủ cái cách làm từng cái chỉ tiêu trên từng loại tờ khai nhá. Em ghi một nhỏ đi, tờ khai thuế giá trị gia tăng. Ở đây là mình đang làm lại báo cáo tài chính của năm 2021. Cho nên là những lưu ý cho chị này, những cái mà mình đã làm, mà ví dụ như bây giờ đang là chuẩn bị là mình hết hạn quý 3 năm 2023 đúng không? Các bạn kế toán bên em vẫn đang làm đúng không? Còn 3 ngày nữa là hết hạn này. 30 À tháng đúng 10 là rồi. hạn của quý 3 đấy, năm 23 đấy. Thì các bạn ấy làm thì nó vẫn, mình vẫn nộp tờ khai lần đầu. Nhưng mà nếu mà em làm lại năm 21, 22 hoặc là những cái quý trước của năm 23 ấy, là mình muốn làm lại, nộp lại, phát hiện sai sót nộp lại thì khi đó em phải làm tờ khai bổ sung nhé. Dạ hiểu chị. Ok rồi, bây giờ trên phần mềm Visa này chị sẽ hướng dẫn em gọi là làm như khi mình làm đi ý, làm lần đầu ấy nhá. Sau đó thì sẽ đối chiếu với tờ khai kế toán cũ nhà em đã nộp xem có khác gì không, có sai sót gì không, bên nào sai bên nào đúng thì mình sẽ cân nhắc lại xem xét là số nào đúng số nào sai. Nếu mà mình đúng rồi họ sai thì mình sẽ một là mình sẽ làm tờ khai bổ sung, chị hướng dẫn em làm tờ khai bổ sung luôn nhá. Hoặc là em sẽ yêu cầu kế toán làm, tất nhiên là có yêu cầu kế toán làm thì chị vẫn hướng dẫn em làm tờ khai bổ sung, được chưa? Thì trong cái phạm vi nội dung chương trình học thì chị vẫn dạy đủ cho em tờ khai lần đầu và tờ khai bổ sung nhé. Rồi em sẽ bước một đi, tức là một nhỏ là tờ khai thuế giá trị gia tăng, thì bước một em vào phân hệ thuế trên Visa có biểu tượng phần trăm ở đây đấy, mình tích vào chữ thêm ở đây này,
Đó, mình sẽ tìm cho chị nhá. Đúng ra theo mẫu hiện hành của mình sẽ là chọn thông tư 80 tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01 TTDT. Ví dụ như mình không nhớ chẳng hạn, nó quy định từ năm nào mình cứ bấm vào đây. Thông tư 80 nhá. Chưa? Vẫn chọn tờ khai quý bình thường. Quý hiện tại nó đang hiện quý 3 nhưng mình cứ là chọn lại quý 1 năm 2021 này. Đó. Chọn tờ khai lần đầu này. Em thấy không? Thì chị mới bảo lúc nãy rồi mình có làm lại hay là làm bổ sung thì mình phải làm lần đầu đã nhá. Để xem về đối chiếu với kế toán cũ người ta đúng hay sai đã thì bắt đầu quyết định làm tờ khai bổ sung sau. Được chưa? Em hiểu nhỉ? Rồi. Thì khi làm tờ khai lần đầu mình sẽ bấm cho chị chọn hai cái phụ lục kèm theo. 01-1 bảng kê bán ra. 01-2 bảng kê mua vào. Rồi em nhắn đồng ý đi. Em nhìn này. F1/2022. Đúng rồi. Từ mùng 1 tháng 1 tức là từ quý 1 năm 22 trở đi ấy, đúng không? Và mình đang làm lại báo cáo tài chính của năm 2021 thì có lúc mình nhớ có lúc mình quên ấy. Cái này nhiều khi mình quên khi làm lại báo cáo tài chính có những cái luật nó cũ qua lâu rồi mà mình không nhớ. Mà mình cứ nghĩ thông tư hiện hành như này thì nó sẽ phần mềm MISA cập nhật luôn cho mình nhá. Phần mềm MISA này cái này nó cập nhật thông tư khá là kỹ, ok nhá. Cho nên không lo về cái phần cập nhật đấy. Được chưa nào? Thì em nhấn ok cho chị nhá, rồi mình sẽ đóng lại thôi, mình sẽ chọn mẫu cũ. Còn hình thức chị thấy thì các cái mẫu mình sẽ chọn cho chị thông tư 26 này nhá. Chọn hoàn toàn tương tự nhá. Còn chị thấy thì giữa các cái thông tư riêng thuế giá trị tăng thì nó cũng không có thay đổi gì. Các chỉ tiêu cơ bản là giống nhau. Đó, em vẫn chọn bảng kê bán ra, bảng kê mua vào đấy. Nó chỉ thay một tí về ký hiệu thôi nhá. Rồi đồng ý đi em. Đó, như vậy này, cái số này tí nữa mình sẽ rà soát xem đúng hay sai. Tuy nhiên chị lưu ý cho em một lưu ý nữa là yêu cầu để làm được cái tờ khai thuế giá trị gia tăng này là mình phải làm nhập đủ mua vào và nhập đủ bán ra, hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra lên phần mềm MISA nhá. Nhiều bạn ấy, các bạn ấy không làm lên phần mềm MISA mà các bạn làm phần mềm khác cũng thế. Đấy là mình ứng dụng phần mềm để làm tờ khai thuế. Còn nếu như nhiều bạn bảo là mình chưa là nhập kịp hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra lên phần mềm thì mình có thể là kê khai trước ngoài Excel cũng được. Mình tổng hợp trước ngoài Excel ấy, xong lấy cái số tổng ấy để điền vào cái khai thuế trên HTKK. Em hiểu chị chỗ này không nhỉ? Khai thuế hả chị? Đúng rồi, phần mềm HTK là phần mềm hỗ trợ kê khai của Tổng cục Thuế. Thì dù công ty mình làm phần mềm MISA, công ty khác dùng phần mềm FAT chẳng hạn vân vân. Phần mềm kế toán thì nó vô vàn lắm, đúng không? Phần mềm nào đi chăng nữa thì tí cuối cùng ấy, chuẩn bị nộp cho thuế thì mình vẫn phải đẩy ra phần mềm HTK Tổng cục Thuế đấy. Em hiểu chị không? Số liệu này chị chưa phân tích nhá, chị chưa giới thiệu. Chị đang nói về tổng quát đấy. Nãy chị có nói là điều kiện cần là mình phải nhập hết mua vào bán ra. Thì nó mới nhảy lên đây. Em hiểu chưa? Alo. Alo, em nghe rồi chị. Em hiểu chưa nhỉ? Rồi. Thì mình đẩy hết sang HTK. Nhiều bạn, các bạn ấy bảo là tôi chưa nhập kịp. Chưa nhập kịp hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra trên phần mềm kế toán. Chị nói chung là phần mềm kế toán đi nhá. Thì các bạn có thể tổng hợp tổng mua vào, tổng bán ra lên Excel. Xong rồi bê số liệu tổng vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế. Còn mình ở đây là mình đang làm một công nhiều việc. Vừa lên được báo cáo thuế, vừa lên được báo cáo tài chính, vừa in được các chứng từ sổ sách luôn nhá. Được chưa nhỉ? Alo. Được rồi chị. Ok nha.